Lần đầu tiên anh cảnh sát Châu Tinh Chỉ đi hẹn hò với gái, vừa ngồi xuống thì khẩu súng trong túi quần nó cứ cựa sang, ngại quá đổi sang bên này nhưng vẫn có khẩu khác trả vào đùi cô gái, bí quá anh đành mang hết súng ra xe vứt. Không ngờ đến khi quay lại hẹn hò, sắp đến đoạn chén con nhà người ta thì cứ phải gọi là ối rồi ôi. Hóa ra mấy chuyện phá đám này là do một hồn ma nó trêu. Châu Tinh Chỉ vốn là một cảnh sát mới vào nghề, còn hồn ma kia là chú Tùng, một cố cảnh sát vừa qua đời vì oan sai nên hồn mới ở lại nhờ anh Tinh làm sáng tỏ. Chú Tùng và chú Phàm là hai cảnh sát đang theo dấu nhóm tội phạm buôn ma túy đến một nhà xưởng bỏ hoang. Chú Phàm là kẻ lười biếng nên giả vờ bận việc nên về trước để chú Tùng ở lại. Hóa ra ở đây là xưởng chế biến ma túy tổng hợp. Bất chợt một kẻ phát hiện ra chú Tùng, cả đám phía dưới cũng nổ súng chống trả. Vị cảnh sát võ công cao cường nhanh chóng hạ gục được vô số tội phạm, nhưng một cây làm chẳng lên non, đám tội phạm nhanh chóng cũng khống chế được chú. Kẻ cầm đầu tiến đến phía sau một viên bắn chết chú Tùng. Chú không biết mặt hắn mà chỉ cảm nhận được mùi tên này rất thối. Ở phía khác anh Phàm đi về mà trong lòng áy náy quá nên quay lại. Đúng lúc này xác chú Tùng cũng được vất xuống rơi ngay nóc xe ô tô. Hồn chú Tùng nhanh chóng được đưa đến tòa Diêm Vương để xét xử. Theo pháp quan thì chú Tùng vướng phải cho vay nặng lãi không có tiền trả nên nổ súng nhảy lầu tự sát. Đương nhiên đây là do lão đại của bọn ma túy ngụy tạo nên. Thấy mình bị oan ức không chịu được nên chú xin được lên dương thế điều tra lại. Tất nhiên quan tòa âm phủ đâu có đồng ý. May làm sao lúc trước lại cầm theo một tập tiền âm phủ. Lập tức thẩm phán dưới này nhận hối lộ cho hồn chú Tùng quay về, còn dặn dò đến dương thế nhất định phải gặp Cứu Tinh là người có nốt ruồi ở mông. Trường hợp thay ở cục cảnh sát, anh Tinh cùng nhóm người đang chờ khám sức khỏe. Phòng số 2 thì bình thường, phòng số 3 là một cô y tá rất chi là xinh đẹp, nhưng phòng số 1 lại đúng thằng bác sĩ cục xúc. Không may cho anh Tinh lại trúng cái phòng này, ai vào cũng đều thằng bác sĩ khốn nạn lấy dùi cui thọc xuyên đít lên tận dạ dày cực khốn. Đến khi anh Tinh vào vừa mới tụt quần xuống thì chú Tùng cũng phát hiện ra anh chính là Cứu Tinh, liền ra tay cứu anh Tinh một bàn thua trông thấy. Vậy là anh Tinh thành công trúng tuyển vào làm cảnh sát, nhưng không may lại làm đồng nghiệp của anh Phàm bát nháo. Anh này phải cái tật không muốn làm nhưng lại muốn có ăn, cả ngày chỉ thích xem tạp chí người lớn. Nhiệm vụ đầu tiên chú Phàm phái anh Tinh lên chung cư liên hệ với hai nữ cảnh sát nằm vùng thu thập thông tin tình báo, còn mình thì ở lại xe ngả ghế ngủ một giấc. Khi anh Tinh lên tới nơi nhận ra đây nhà thổ gái gọi, hai nữ mật vụ đi tất gen, nhưng đám ca ve ở đây đứa nào cũng mặc tất gen khiến anh Tinh bối rối. Anh Tinh đành phải chơi lớn gọi hết cả 6 cô vào phòng. Vừa đi xong thì hai cô cảnh sát mật cũng đến. 6 cô nói chúng em quê ở Quất Lâm đến đây học việc. Châu Tinh Chỉ lập tức biết mình bị nhầm liền chạy ra ngoài, nhưng lại bị tên bảo kê đã bắt được. Anh Tinh vì ngày đầu làm nhiệm vụ nên quá căng thẳng, nên bị tên bảo kê phát hiện ra thân thế ngay. Đúng lúc này hai nữ đặc vụ không chịu tiếp khách cũng bị phát hiện thân phận. Anh Tinh rút súng ra lóng ngóng lại để tên kia chụp được. Vừa lúc hắn sắp nổ súng thì chú Tùng cũng hiện tới. Chú bẻ con nòng súng khiến tên này tự bắn vào chân và những tên đàn em khác, chả mấy chốc đám kia bị hạ gục toàn bộ. Tên bảo kê sợ quá vất khẩu súng lại chạy mất dép. Chú Phàm lúc sau mới đến, trông thấy cảnh này mới khen anh Tinh thật dũng mãnh. Ở phía khác nhà chú Phàm có một cô con gái rất chi là xinh đẹp. Vừa hay ngày hôm nay anh Tinh chuyển đến ký túc mới, gặp cô Ngọc xinh quá khiến anh Tinh như chết lặng. Anh thổi thử xem cho vui, ai dè chú Tùng đứng sau cho váy tóc lên như chưa bao giờ được tóc. Đúng là gió thổi qua khe cho nó mát mà khán giả xem cũng rất chi là bổ con mắt nữa, mải nhìn khiến đồ đạc rơi tá lả. Ai ngờ cô gái lại đến giúp đỡ anh Tinh, phút chốc đã cướp đi trái tim của anh mất rồi. Hóa ra ký túc anh Tinh vừa dọn đến chính là phòng cũ của chú Tùng. Ban đầu di ảnh còn mỉm cười nhẹ nhẹ khiến anh Tinh giật mình, lát sau thì hiện hình thẳng thừng không ngại ngần nữa, khiến anh Tinh thần hồn nát thần tính sợ vãi cả đái ra quần, tìm mọi cách để thoát ra ngoài, nhưng gặp phải cánh cửa ma làm, đi kiểu gì cũng lại chạy vào trong, kiểu như vòng lặp không gian bị uốn cong vậy. Đến lúc mệt sắp chết mới đành chấp nhận sự thật. Chú Tùng nói nếu cậu đồng ý giúp tôi minh oan thì tôi sẽ giúp lại cậu tán đổ cô gái đó, nhưng anh Tinh vẫn còn sợ quá nên không dám đồng ý khiến chú Tùng đành phải biến đi. Đến khi hỏi thử thì chú Phàm nói nếu gặp ma mà từ chối giúp đỡ là sẽ gặp xui xẻo đó. Quả thực anh Tinh vừa bước xuống xe đã dẫm phải đinh, còn trượt chân ngã ngồi vào cái vỏ sầu riêng nữa, đi lên cầu thang cũng trượt chân mà ngã dập dụi. Nói chung cả ngày toàn gặp đen đủi khiến anh không còn cách nào nữa, đành phải về đồng ý hợp tác với chú Tùng. Chỉ cần anh điều tra ai là hung thủ đã giết và trả thù cho chú Tùng, chú sẽ giúp anh vô cô con gái của anh Phàm dễ ợt. Thế là một người một ma đến chỗ em Ngọc, cô gái đang quay một video quảng cáo trà sữa. Chú Tùng biến ra một bông hoa kêu anh Tinh mang lên tỏ tình, nhưng mà sao nó hồi hộp quá, kết quả là anh Tinh quay sang tỏ tình với con bò cho đỡ ngại. Chính lúc này nhà đầu tư quảng cáo bước tới, trước mặt mọi người đòi hẹn hò em Ngọc đi ăn cơm, nhưng cô gái thấy hắn mồm thối nên cự tuyệt. Tên xã hội đen thấy em Ngọc từ chối liền cho đàn em tới đe dọa, rồi định hấp diêm luôn tại chỗ. Chú Phàm nói giờ là cơ hội để anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó. Anh Tinh cứ tưởng chú Tùng đứng sau sẽ giúp đỡ, ai ngờ chú cứ để cho anh Tinh ăn đấm đến ngập mồm. May là đám người này đánh chán rồi cũng bỏ đi, nhưng cũng nhờ thế mà anh Tinh thành công lấy được lòng của cô gái. Đến lúc hẹn nàng ra bờ biển thì bất chợt chú Tùng lại hiện đến, chú kêu anh Tinh đi giúp chú điều tra gấp, nhưng hàng ngon đưa đến miệng lại bảo không nuốt sao được đây, rồi để xem tao cho mày nghẹn luôn. Liệu cuộc hẹn hò này sẽ gặp vấn đề gì đây nhỉ? Ngồi gần một chút thì cái khẩu súng cứ lòi ra quần chọc vào đùi cô gái, cất hết khẩu này lại lòi ra khẩu khác nữa, anh Tinh đành mang súng lại xe xin lỗi chú Tùng. Đến khi quay lại hẹn hò em Ngọc có vẻ ổn áp, thả thính một lát nàng đã ngả vào rồi. Đang ngon lành thì bất chợt em Ngọc hoảng hốt, hóa ra là cây súng thứ ba nó chổng cột cờ. Chú Tùng ơi, chú chơi trò này khắm lọ quá. Lát sau anh Tinh và chú Phàm đến một khu xưởng bỏ hoang. Chú Phàm vào để anh Tinh ở lại coi xe ngoài bãi, bất chợt cả lũ đầu gấu xuất hiện đòi ăn sống anh Tinh. May mắn có chú Tùng giúp đỡ làm viên đạn bay lòng vòng khiến cả 12 thằng bị thương nằm sàn hết cả. Nhưng khi về báo cáo với sếp để nhận khen thưởng, quả nhiên chú Phàm đuổi anh Tinh ra ngoài rồi ở phía trong nhận hết công trạng. Anh Tinh tức tối lắm, chú Tùng cũng biết cái tính bựa này của chú Phàm nên muốn giáo huấn hắn một trận. Chú viết cho bà sếp một cái mùi yêu, khiến bà sếp vạch luôn 2 quả bưởi to trà bá khoai ra. Thật tinh anh Phàm thèm chảy hết nước miếng không chịu được. Bất ngờ chú Tùng cho sếp tỉnh lại, thấy mình bị xâm hại nên sếp đánh cho chú Phàm một trận ra trò. Anh Tinh còn châm đều cho vài câu nữa. Về đến nhà mặt đang tím tái đau tức thì con gái kêu bạn trai con sắp tới. Thiệt đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trước mặt con gái cũng không muốn con mình phải tự ái, nên chỉ hận trong lòng là không thể đánh chết cái thằng đồng nghiệp đang muốn chén con gái mình mà thôi. Đến khi vào bữa cơm mới khốn nạn, chú Phàm biết anh Tinh không ăn được cay, thế là bày trò gắp cái gì cũng phải dằm thật nhiều tương ớt, còn giới thiệu là do chính tay em Ngọc làm. May là em Ngọc phải đi lấy món canh, anh Tinh chửi nghĩa cha mày muốn chơi tao hả? Hai người đấu đũa một hồi, khiến miếng thịt văng đúng mồm ông chú, công nhận là ớt sống cay thật. Chú Phàm cay cú liền lấy cả lọ ớt đổ thẳng vào bát của anh Tinh. Vì em Ngọc nói em cũng thích ăn ớt, thế là anh Tinh ăn hết cả bát cho sở thích giống nhau nhưng trong lòng thì đầy căm phẫn. Hai người cứ sút nhau choe choé dưới gầm bàn. Em Ngọc cúi xuống liền dính chưởng bay mất hút. Ở phía khác, ở dưới một cống nước thải, tên cầm đầu đang thờ cúng một pháp sư tại đây. Hóa ra đó là nguyên nhân khiến cơ thể hắn bốc mùi hôi thối. Pháp sư đưa cho hắn một lá bùa trấn yểm để đấu lại hồn ma. Về phía Châu Tinh Chỉ lúc này muốn xin chú Tùng bùa yêu để chén em Ngọc cho nhanh, nhưng đời nào chú Tùng lại đi lối khu việc làm bị ổi đó chứ. Thế là anh Tinh tranh thủ ăn trộm bùa yêu của chú Tùng, rồi ngon lành mang đến nhà chú Phàm gọi cửa. Cô cảnh sát bên trong bất ngờ mở cửa khiến anh Tinh tự chỉ vào mình. Mùi yêu phát tác khiến anh Tinh lập tức quyến rũ chú Phàm. Úi chà chà, nhà có giàu ăn chứ hả? Bất ngờ khi sắp giở trò đồi bại thì em Ngọc lại về chứng kiến mọi chuyện. Vô tình cái cát của em Ngọc cũng khiến anh Tinh tỉnh giấc. Anh vội chạy ra giải thích là hồn của chú Tùng làm nhưng không ai tin cả, đành chỉ còn cách phải kêu chú Tùng hiện về giải thích thôi, khiến em Ngọc trông thấy mà ngất lịm. Bây giờ có giải thích cách nào cũng không xong, chỉ còn cách mau chóng tìm được hung thủ để mà minh oan. Chú Tùng không biết mặt hắn mà chỉ nhớ hắn có mùi hôi nách rất nồng nặc. Anh Tinh đành đi khắp nơi ngửi nách mọi người mà không phát hiện ra ai, chỉ còn nước quay về hiện trường tìm manh mối. Không ngờ bọn tội phạm vẫn còn trú ẩn tại đây, nhờ có chú Tùng giúp đỡ nên hạ đám lâu la bậu sậu này cũng không phải chuyện khó gì. Bên trong phát hiện ra toàn là hàng cấm, bất ngờ lại bị tên cầm đầu túm được. Quả nhiên người hắn phát ra một mùi hôi thối đến khiếp sợ, nhưng hắn có mùa hộ thân rồi. Chú Tùng chỉ còn cách giúp anh Tinh hạ hắn. Anh Tinh bắn trúng một viên nhưng hắn vẫn bỏ chạy được. Hóa ra viên đạn vô tình trúng ngay lá bùa hộ thân. Vị yêu sư nói hắn đã có mưu kế sẵn rồi. Phía chú Phàm thực ra cũng hàng ngày thờ tổ sư gia xin đối phó lại với hồn ma chú Tùng. Bất ngờ tổ sư gia hiển linh đưa cho chú một lá bùa để dán, nhưng chú không ngờ tên thần này thực ra là yêu sư giả mạo. Đến khi gặp anh Tinh cứ đòi cầm súng của chú Tùng bằng được, rồi nhét ngay lá bùa vào cái lòng súng. Quả nhiên hồn ma chú Tùng bị giam cầm trong cái bong bóng, rồi bị mang về nhốt tại động quỷ của yêu sư. Phía anh Tinh khi đang hẹn hò với em Ngọc tại công viên, sắp đến đoạn ăn cháo lưỡi thì bất ngờ tụi đầu gấu kia xuất hiện. Không còn khẩu súng của chú Tùng nữa phải làm sao đây, chỉ còn cách kêu em Ngọc chạy thoát để anh Tinh ở lại cản đường. May là có em Ngọc kêu cảnh sát tới kịp không lại no đòn. Về đến nhà mới phát hiện hóa ra mọi chuyện là do chú Phàm chơi đểu, nhưng chú hồn chú Tùng đã chẳng còn ở đây nữa. Đến khi hỏi lại tổ sư mới hiển linh, nhập vào chú Phàm nói rõ mọi chuyện. Tổ sư ra vẽ một lời giải vào lưng của anh Tinh, chỉ có nó mới cứu được hồn chú Tùng khỏi hộp bát quái. Theo công thức ở trên lưng cần phải lấy cứt mèo trộn với nước đái trinh nữ và giấm thối. Chú Phàm liền làm món ăn rồi cho thêm thuốc sổ. Đến khi mang ra con mèo lại không chịu ăn, anh Tinh nhanh trí kêu để tao ăn mẫu cho nhá. Kết quả là thuốc sổ khiến anh đi ỉa đái không ngừng, quả thực con mèo lấy gương anh Tinh cũng ỉa được một bãi. Giờ còn nước tiểu của gái trinh nữa thôi, cả cơ quan chỉ còn bà quét rác 60 tuổi là còn trinh tiết. Chú Phàm gạ kèo mua cho và mấy chai nước ngọt, công việc lao động vất vả chỉ một lát bà này đã uống hết tận 3 chai. Sau đó bà cụ vào nhà lau dọn tiếp, quả thực anh Tinh đã chờ sẵn bên trong này. Anh làm mẹo khiến cái đầu giả rơi xuống đất, quả nhiên đã khiến bà cụ sợ vãi đái ra quần. Anh Tinh vội vàng lao xuống lấy cốc để hứng, thực sự là một hành động dũng cảm đến khiếp hồn. Giờ chỉ còn chút giấm thôi khối nữa là được. Chú Phàm ăn thật nhiều khoai lang cộng với hột mít nướng, rồi kết nối với một chiếc máy kích điện hậu môn. Sau một hồi thì hơi rắm thối bắt đầu tích lũy năng lượng, đến khi đạt tới hạn không chịu nổi nữa thì một tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi bay mù cộng thêm mùi thối thật quá sức tưởng tượng. Nhưng nếu không nhanh thì nó sẽ tan biến mất. May rằng anh Tinh đã kịp thời ngậm lấy một ngụm rắm lớn trong mồm, sau đó nhả vào lọ. Lát sau hai người cũng bào chế thành công loại nước để đi cứu hồn chú Tùng. Theo chỉ dẫn của tổ sư gia quả nhiên thấy được lồng bát quái đang giam giữ. Chú Phàm nhanh chóng đổ lọ nước phá phong ấn lên hòm, nhưng không có tác dụng gì cả. Thì ra đó là mưu mẹo của tên đầu gấu đã tráo đổi hòm giả vào đó. Hòm thiệt đang giữ hồn thì hắn còn cầm trên tay, nhưng anh Tinh đâu phải dạng vừa cơ chứ, rút súng ra ngắm bắn, mà thực tế đó là súng bắn nước hóa giải bùa phép. Vậy là thành công cứu được chú Tùng. Hai người nhanh chóng rút súng thật ra bắn gục hến đám đàn em. Nhưng tên yêu sư này khỏe quá, bao nhiêu đạn dược bắn tới hắn cũng bắt gọn trong lòng bàn tay rồi. Trong khi chú Phàm mới thoát khỏi nên công lực còn chưa hồi phục. Đúng lúc nguy cấp thì chú Phàm kịp thời bắn nước tinh chế vào mặt khiến tên này cháy bỏng. Nhưng tiếc rằng nước cũng mau chóng hết rồi, cả đám lại đối diện nguy cơ mất mạng vì phép thuật của hắn. Không còn đường lui nữa, chú Phàm rút bùa chú và kiếm chư yêu quyết đấu với hắn. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, chú Phàm cũng bị hắn ép đến sắp chết rồi. Giờ chỉ còn lấy nước đái đồng tử mới giúp được chú Tùng lấy lại công lực. Không ngờ anh Tinh nhà mình vẫn còn trinh tiết, quả nhiên đái ra một bãi đổ lên đầu chú Tùng đã có kết quả. Công lực lập tức phục hồi, đánh nhau ngang ngửa với hắn, rồi làm pha chốt hạ cuối cùng khiến hắn nổ tung. Tiếc rằng chú Tùng cũng đã kiệt sức. Đúng lúc này thằng đầu gấu cũng quay lại khống chế em ngọc trong tay. Hắn ép ba người bỏ súng xuống tự chói, nhưng bỏ súng thì cũng chết thôi, liều một phen đi. Anh Tinh nhanh trí bắn xuyên qua cái khe của em ngọc, thành công giết chết thằng đầu gấu này. Quả nhiên cái khe của gái còn trinh vừa khít cho viên đạn xuyên qua mà không sao cả. Chú Tùng đã hoàn thành được nguyện ước nên tạm biệt mọi người rời đi. Để ý kỹ thì em ngọc không có mặc bảo hộ, nhưng khi quay lại tòa án để xét duyệt lên thiên đường, chú Tùng quên không có mang theo tiền đút lót nên bị xét xuống địa ngục. Vừa lúc này anh Tinh xích xuống cho chú Đạt một thùng đô la âm phủ. Thôi quả này lên thiên đường không làm chủ tịch mới là lạ đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Văn Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.